Thưa quý vị và các bạn, để phục hồi và phát triển kinh tế, Đà Nẵng không chỉ nỗ lực trong việc xúc tiến kêu gọi đầu tư mà còn tập trung hỗ trợ các thủ tục để nhà đầu tư khởi công xây dựng dự án. Đồng thời chủ động xây dựng chiến lược và đề ra những giải pháp quan trọng để đẩy mạnh thu hút đầu tư về lâu dài. Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch COVID-19, song việc triển khai đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư tại Đà Nẵng IT Park vẫn đạt kết quả khá tích cực. Hiện 5 nhà máy quy mô lớn đang dần hình thành và sẽ đi vào hoạt động trong quý 1 năm 2022. Dự án khu chuyên gia và công viên sinh thái dịch vụ cũng đang trong giai đoạn đi vào hoàn thiện. Nhà máy Trung Nam EMS đã đi vào hoạt động, hoàn toàn làm chủ được công nghệ, có thể sản xuất gia công các sản phẩm điện tử, đạt được sự tin tưởng và công nhận của các đối tác trong nước và quốc tế. Và mới đây nhất, ngày 23 tháng 11 vừa qua, Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghệ Thông tin Đà Nẵng đã ký kết với một đối tác đến từ Singapore để đầu tư khu Data Center, còn được gọi là trung tâm dữ liệu, theo tiêu chuẩn Tier 3 Plus với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 100 triệu đô la Mỹ, đánh dấu một bước tiến mới trong quá trình phát triển và thu hút đầu tư tại Đà Nẵng IT Park. Hiện nay thì ở khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng thì cái lượng khách hàng cũng rất là lớn, quan tâm rất lớn. Khách hàng thứ nhất quan tâm chính là các khách hàng sản xuất về EMS và các cái hệ sinh thái của EMS. Như là cái nhà máy là chúng ta đang đứng ở đây. Đây là một trong những cái nhà máy điển hình. Như ở Đà Nẵng mình, các cái khu về miền Trung Tây Nguyên thì chúng ta chưa có một những cái nhà máy như thế này. Đấy là cái việc đầu tiên. Cái đối tượng khách hàng thứ hai chính là những cái khu khách hàng về data center. Đấy, thì cũng rất quan tâm tới khu Đà Nẵng IT Park. Và khách hàng, cái lượng khách hàng thứ ba là khách hàng về để mà gia công các cái phần mềm, nhu cầu thuê phần mềm, thuê văn phòng để làm phần mềm và các cái phần cứng khác thì cũng là một cái đối tượng khách hàng cũng rất là đang quan tâm tới Đà Nẵng IT Park. Đấy, thì tôi nghĩ thì Đà Nẵng IT Park và Đà Nẵng High Tech Park, hai khu này khi gộp lại sẽ tạo thành cộng hưởng cho nhau, sẽ hỗ trợ cho nhau trong cái việc phát triển lẫn nhau. Đến nay, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã thu hút được 503 dự án, trong đó có 373 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 27.000 tỷ đồng và 130 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 1,9 tỷ đô la Mỹ. Điều đáng mừng là tại đây, nhiều dự án được triển khai nhanh chóng, mới nhất là dự án Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Sản xuất Fujikin Đà Nẵng, vốn đầu tư 35 triệu đô la Mỹ và dự án nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Công nghệ cao với tổng mức đầu tư gần 900 tỷ đồng đã được khởi công. Thông qua các cuộc đối thoại, các buổi làm việc với các nhà đầu tư, chúng tôi tìm hiểu cái nhu cầu của các nhà đầu tư, nếu có vướng mắc trong thẩm quyền thì chúng tôi xử lý. Nếu vừa thẩm quyền thì chúng tôi báo cáo lãnh đạo thành phố xem xét xử lý. Thông qua các cuộc đối thoại vừa rồi vào tháng 9 vừa rồi thì rất là nhiều các cái chính sách của thành phố đã được ban hành và qua đó thì tạo cái thuận lợi cho các nhà đầu tư trong vấn đề mở rộng sản xuất cũng như là duy trì ổn định sản xuất. Mới đây, chiều ngày 24 tháng 11 tại Nhật Bản, biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển các dự án tại thành phố Đà Nẵng đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Sumitomo Nhật Bản, Masayuki Hiodo và Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn BRG Việt Nam, Tập đoàn BRG ký kết dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Đà Nẵng đang triển khai nhiều giải pháp để đẩy mạnh thu hút đầu tư sau đại dịch. Hướng đến mục tiêu giai đoạn 2021-2025, thành phố thu hút vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 3 tỷ đô la Mỹ, giai đoạn 2026-2030 đạt khoảng 4 tỷ đô la Mỹ. Theo đó, thành phố sẽ không chấp thuận tiếp nhận các dự án có sử dụng công nghệ lạc hậu, tiêu tốn năng lượng, sử dụng lãng phí tài nguyên, không thân thiện với môi trường, thâm dụng lao động, đặc biệt là các dự án ảnh hưởng đến quốc phòng an ninh, tập trung thu hút đầu tư và lựa chọn các dự án dịch chuyển thuộc các ngành lĩnh vực công nghệ cao, tiên tiến, công nghệ thân thiện với môi trường, năng lượng tái tạo.